Xin chào tất cả các bạn, hôm nay Mickey Studio lại nhận được một cái đơn đặt hàng cũng như yêu cầu của khách hàng. Đó là bạn Lò Văn Mây ở Quỳnh Nhai, Sơn La. Bạn ấy lấy một chiếc sao cà khắc F5000 cũng như là cục livestream và một cái chân kẹp bàn. Thì ở đây thì mình xin test trực tiếp cái sản phẩm này cho bạn ý và gửi link video cho bạn ý. Bây giờ mình xin cắm trực tiếp cái dây livestream này vào cái điện thoại mình đang quay nhé. Alo. Vâng, và chắc hẳn lúc này các bạn đã nghe thấy cái tiếng mic mình nói rồi đúng không ạ? Và mình xin test một ca khúc của ca sĩ Trịnh Đình Quang, đó là một ca khúc Thế Giới Ảo Tình Yêu Thật. Mình bật chế độ auto tune lên nhá. Có bao yêu thương anh này cũng trao cho em rồi, dẫu biết em chưa bao giờ để ý. Cứ loay hoay theo từng cảm xúc mãi xoay vòng, chẳng thể nào mà thoát ra dòng suy nghĩ. Nụ cười duyên dáng, đôi mắt hiền hòa, cứ mỗi khi cười là anh như chết lặng. Người ở một nơi, anh ở một trời. Tình yêu online nhưng anh sẽ thật thà nói với em. Anh muốn bay xuyên thời gian, xuyên không gian để tới bên em. Anh muốn bước đi cùng em trên đoạn đường đầy nắng. Hãy để cho anh được yêu em bằng tất cả những gì anh đang có và sắp có và sẽ có. Chẳng cần biết em có làm sao thì anh vẫn mãi yêu em. Dẫu ở bên cạnh em bao nhiêu chàng trai hơn anh chẳng sợ gì đâu, vì anh to bằng cả thế giới này. Nơi đó chỉ dành riêng cho em. Vâng, và mình xin test thế thôi. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã quan tâm theo dõi cũng như là ủng hộ cho Mickey trong suốt thời gian vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Xin chào.